Các bác đang cần một cái bi gầm để đi phá sương và đi trời mưa sương mù nhiều thì các bác nên lựa chọn những cái dòng bi với những cái nhiệt màu 3000 nó vàng như này. Đây chiếc Lexus này đã lắp bộ bi X3 Pro. X3 Pro bên em đã nâng cấp lên bộ X3 Pro với ánh sáng màu vàng nhé các bác nhé. Thì với ánh sáng này thì các bác có thể đi được rất nhiều cái điều kiện thời tiết khác nhau, và điều đặc biệt là khi mà cái ánh sáng đèn trên của các bác là đèn màu trắng rồi, các bác đi cái ánh sáng màu dưới nó ngả vàng nên là các bác đi được đường hỗn hợp cũng khá là tốt luôn này. Và con này nó có trợ pha riêng các bác nhé, là khi ở trợ pha nó sẽ có tâm pha, nó trụ pha màu vàng này. Đấy, nên các bác di chuyển ở mọi cung đường mình thuận tiện, và đặc biệt là cái ánh sáng này các bác chạy lâu nó không bị mỏi mắt. Các bác nào mà cần nâng cấp bi gầm cho xe của mình thì các bác có thể qua Akala các bác nhé.